Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm vịt nấu chao nha các bạn. Đây vịt nha, vịt mang sẵn nha, chặt sẵn nha cả nhà. Đây. Lớp chao vô nghe nha, vịt nấu chao phải có chao nghe cả nhà. Đây lớp chao vô. Mình lấy cái cái thôi nha, bỏ nước nha cả nhà. Cho nửa hũ chao nha. Chao nha. Rồi. Cho hũ sẽ tới luôn nha cả nhà. Hũ sẽ tới nha. Sao sẽ tới luôn. Chào sao tới. Xả luôn nha cả nhà, xả bầm với xả khúc luôn nha cả nhà. Đó, xả bầm xả khúc luôn, cho hết luôn. Ở này đường nha cả nhà, cho đường nha. Đó khoảng 2 muỗng đường nha cả nhà. 2 muỗng đường đi. 2 muỗng đường. Cho không cho muối nha cả nhà. Chào có muối sẵn rồi. Đây. Cho 3 muỗng ngọt nha cả nhà. 3 muỗng ngọt. Mình cho miếng hạt nêm vô luôn nha cả nhà. Đây, hạt nêm luôn. Cho khoảng một muỗng hạt nêm. Rồi mình trộn vô lên nha cả nhà, chứ cho khoai vô luôn nha cả nhà, khoai dùng nấu chung luôn nha cả nhà ơi. Khỏi chiên nha, thường thường ta chiên sơ mình làm nấu chung luôn. Đổ khoai vô luôn. Thôi đá không vậy thầy? Làm ba cà phê cho mình trộn chung vô luôn nha cả nhà. Đó, họ chuẩn bị bắt lên nấu cả nhà. Đây, cho hành tím với tỏi vô luôn nha. Có hành tím với tỏi luôn. Rồi họ mình trộn chung vô mình nấu rồi cho cả nhà xem nha. Trời đó, vịt mình đã nấu rồi nha cả nhà. Vịt nấu chao chuẩn bị làm món gỏi đu đủ với ốc với khô nha cả nhà. Ốc nha. Cả nhà lá vườn có gì làm nấy. Đu đủ với ngò gai với khô nha cả nhà. Đây nước nước lẩu nước sốt nè để mình trộn gỏi nha cả nhà. Với bằm ớt luôn nha. Cả nhà nhớ thấy hay cho mình một like đăng ký kênh nha cả nhà. Đây ốc đây, đu đủ nha. Ngò gai. Đây khô mình cũng nướng sẵn nha cả nhà. Đây bằm ớt vô chung luôn cả nhà ơi. Cái này có nước chanh với bột ngọt đường nha cả nhà. Với muối luôn nha. Ăn hồi mình trộn gỏi nha cả nhà. Đây gỏi ốc. Gỏi ốc đu đủ với khô nướng. Đây ớt bà chầm bầm chung bỏ vô nước sốt luôn nha nha. Nước gỏi trộn nha. Đó quay nó gỏi lên. Mình có món vịt nữa nha nhà, còn món ốc nữa nha nhà. Đây. Đây ốc một mớ mình trộn gỏi một mớ mình để mình luộc xả mình ăn nha nhà. Đây con ốc và lem luôn cả nhà ơi. Lem. Đây là ốc, ốc luộc xả nha, có ớt nha. Mình luộc sẵn nha nhà, mình lấy một mớ mình trộn gỏi, còn mớ mình ăn luôn khỏi trộn gỏi. Đây gỏi mình trộn nghe nhà, nãy mình bỏ nước gỏi vô nghe nhà. Đó mình trộn nha. Trộn gỏi đổ nước gỏi vô nha, mình trộn. Gỏi ốc đu đủ khô nướng. Này món dân dã không nha, ốc nghe nhà. Gỏi đu đủ ốc. Như khô hồi mình xé mình trộn chung luôn nghe nhà. Để khô đó hồi mình xé mình trộn sao nghe nhà. Đây mình quay qua đây vịt nấu chao nha cả nhà. Đây bà ngoại đã nấu chao nha. Đó mình xào xăng nha nè, khoai nãy để chung muốn chiên cũng được nha cả nhà. Vịt nấu chao nha. Rồi xong rồi, hộ độ mấy thằng cô nhậu cho ngon lành coi. Mạnh tay khỏe chân cho giò này mau hết nha. Đây cả nhà ăn chung với cả nhà mình nha cả nhà ơi. Đây ông nội review miếng khô nha. Khô mà mài cước còn.
hôm nay mình uống ly rượu nghe cả nhà. Rượu nghe. Cho ông nội mà ở nhà cái này. Rồi vô nè. Mời cả nhà uống nghe nha. Rồi mời cả nhà ăn ly nha. Rồi ông nhâm nè. Mời cả nhà đi. Đây gỏi khô ốc với đủ nghe nha. Đây ốc luôn, ốc luộc sả. Ông Nhâm làm miếng mồi đi. Quá ngon. Review miếng mồi đi. Bự bự á, khô rồi này. Cũng phải gum luôn chẳng có gì. Khô cá rô phi cộng gỏi đủ với ốc nghe nha. Đừng quan trọng mình nhậu nhiều mọi gì, quan trọng là mình nhậu với ai thôi. Cắm bà lem luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn vịt nấu chao nhà mình nha. Nè, rồi nói gấp đi, review đi. Vịt nè cả nhà ơi. Vịt nấu chao nè cả nhà ơi. Ngon cả nhà ơi. Rồi tới bữa Út nha. Vịt nấu chao nè cả nhà ơi. Ngon quá. Ngon không? Ngon quá. Thôi mẹ. Ăn vịt nấu chao cả nhà ơi. Ăn cái gì? Vịt nấu chao. Ốc mà. Đây. Có ốc bột sả mà. Ăn ốc luộc sả đi này. Không có lên tôi gầm băng. Tụi ba lấy dạy hai ba cái tâm của tụi ba. Ý ăn gì vậy? Ông ca. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Nè. Mời cả nhà. Ý ăn ốc không? Ốc một xả này cả nhà ơi. Đấm cái coi ăn đậm đà cả nhà ơi. Ngon quá. Ngon. Ờ tao chị Đại ăn ốc đó. Ăn có con ngon không? Mời cả nhà ăn coi. 10 điểm chúc đơn. 1 điểm hả? Ngon không? Ngon. 10 điểm con 10 điểm. 10 điểm. Chấm. Làm lại coi. Ăn ốc nào cả nhà ơi. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Ngon cả nhà ơi. Ngon quá. Mặn mặn chua chua mặn. Rồi ăn miếng mì đi. Mì cả nhà ơi. Đây cái nồi mờ lem. Cái gì nè. Vịt nấu chao. Ý ngồi đây ăn được ý. Ngồi chút chút chú à. Mì cả nhà ơi. Chú à, đây. Rồi. Chú đây. Chú đây. Rau nè. Rồi, ăn miếng mì là cả nhà ơi. Có rau gì cũng vậy. Trụng rau vô ăn đi bố. Tay nè. Trụng rau vô ăn. Cải nè. Ăn mì là cả nhà ơi. Tơi. Tơi nè. Cái muống nè. Ngon cả nhà ơi. Vịt nè, vịt ta, vịt nấu chao, vịt chim nấu chao, vịt chim nhà cả nhà ơi, ngon cả nhà ơi, ăn bình thường đi đâu có gì đâu, nó đòi anh nó đòi không. Rồi clip cũng dài rồi, thôi mình kết thúc clip nha mọi người. Có gì ủng hộ mình nha mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Bye bye. Bye bye.
Bye bye con, bye bye nè. Bye bye.